vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2018, nhiệm vụ giải pháp quý 2 2018. Đoàn viên thanh niên thành phố đối thoại với lãnh đạo thành phố nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sinh hoạt quân nhân dự bị và chi trả trợ cấp trách nhiệm quý 1 năm 2018. Bảo Lộc tiết kiệm 1.250 kW điện trong chiến dịch giờ trái đất 2018. Các đơn vị xã phường khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Phần cuối mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Đồng trùng hạ thảo, tối ưu nguồn nguyên liệu từ nhộng tầm. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2018, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2018, nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2018. Tại điểm đầu cầu thành phố Bảo Lộc, ông Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc cùng các phó chủ tịch, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn, các đơn vị liên quan tham dự hội nghị. Tại hội nghị trực tuyến, đại diện tỉnh Lâm Đồng đã thông báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1 năm 2018. Tiếp tục có bước phát triển và ổn định, nhiều chỉ tiêu đều đạt so với cùng kỳ năm 2017. Công tác thu ngân sách được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô được tuyên truyền thực hiện thường xuyên. Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội tiếp tục được tỉnh quan tâm và thực hiện. Tại điểm đầu cầu Bảo Lộc, Ủy ban dân thành phố cũng đã điểm qua tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2018. Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển sản xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ, công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Tổng thu ngân sách của thành phố trong quý 1 đạt gần 84 tỷ đồng. Trên lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến so với trước đây. Cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới, phường văn minh đô thị cũng được các cấp, các ngành và người dân tích cực triển khai hiệu quả. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý 2 năm 2018, Ủy ban dân thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm độc nhất về chất lượng, tăng quy mô hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh thu biện pháp tài chính, thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất, thu nợ tiền đất, tăng cường các biện pháp thu hồi nợ động, thuế, hạn chế thấp nhất các khoản nợ thuế mới phát sinh. Vừa qua, các lãnh đạo cấp ủy đảng thành phố Bảo Lộc đã có cuộc đối thoại với các cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2018. Tại buổi lễ, các cán bộ đoàn và đoàn thanh niên trên địa bàn thành phố đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề thiết thực như việc đào tạo nghề cho thanh niên, hỗ trợ vốn khởi nghiệp, giải quyết việc làm, chính sách tinh giản biên chế, văn hóa giao thông, chính sách thu hút thanh niên sau khi ra trường trở về địa phương công tác. Thay mặt cho lãnh đạo địa phương đánh giá cao những thành quả và đóng góp của thanh niên Bảo Lộc trong sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời yêu cầu thành đoàn Bảo Lộc, các cấp ủy đảng, chính quyền rà soát các vấn đề nêu trên, hỗ trợ giải quyết về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã có buổi sinh hoạt quân nhân dự bị và chi trả phụ cấp trách nhiệm quý 1 năm 2018. Tại buổi sinh hoạt, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã cùng các cán bộ sĩ quan, hạ sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy trong các đơn vị dự bị động viên đã cùng nhìn lại những sự kiện chính trị xã hội của thế giới và nước ta. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2017, đặc biệt trong công tác huấn luyện, diễn tập, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ trong năm, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng trong năm 2018. Trong quý 1 năm 2018, căn cứ hướng dẫn của Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về công tác quân lực, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tiến hành chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các cán bộ quản lý, chỉ huy các đơn vị quân nhân dự bị dựa theo mức lương tối thiểu cấp bậc chức vụ với số tiền hơn 80 triệu đồng.
Cùng với các địa phương trong cả nước, đông đảo hộ dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã tắt điện, giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện hưởng ứng giờ trái đất 2018. Theo thông tin từ Điện lực thành phố Bảo Lộc và Phòng Kinh tế, trong vòng 1 giờ từ 20h30 phút đến 21h30 phút, ngày 24 tháng 3 vừa qua, hưởng ứng giờ trái đất, đông đảo các hộ dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã tắt điện, đồng thời giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện, giúp tiết kiệm 1.250 kWh điện, tương đương số tiền 2 triệu đồng. Sự kiện chiến dịch giờ trái đất năm 2018 với thông điệp "Hôm nay tôi sống xanh hơn" là sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sáng ngày 25 tháng 3, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc kết hợp với Trường Đại học Greenwich tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh 2018. Tại buổi tư vấn, học sinh được nghe giới thiệu và nghe giải đáp những điểm mới nhất về quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia và quy chế tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm nay, tiếp cận thông tin mới và được giải đáp băn khoăn về lựa chọn ngành nghề tương lai, đặc biệt là những thay đổi có tác động trực tiếp đến quyền lợi, thí sinh như mức điểm ưu tiên khu vực học bổng, những dự báo về nhu cầu nhân lực của khu vực thời gian tới. Chương trình cũng tư vấn cho học sinh về tâm lý và hướng nghiệp. Được biết, đến thời điểm này, song song với tổ chức cho các em ôn tập kiến thức, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, tư vấn mùa thi giúp các em học sinh ổn định tâm lý, cũng như tìm ra các hướng đi thích hợp sau khi hoàn thành kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Theo công bố của Sở Giáo dục Đào tạo và thông tin từ các trường trung học phổ thông trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam, được tổ chức tại thành phố Đà Lạt vừa qua, thành phố Bảo Lộc là một trong những địa phương có tỷ lệ đề tài đạt giải cao nhất. Trong đó có một giải nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ vào tháng 5 sắp tới. Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2017-2018, khu vực phía Nam có 239 dự án tham dự thuộc 20 lĩnh vực khác nhau đến từ 32 sở giáo dục đào tạo các tỉnh thành, khu vực phía Nam và 2 trường trung học phổ thông thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc thi lần này, thành phố Bảo Lộc có 8 đề tài khoa học kỹ thuật bậc trung học phổ thông tham dự, trong đó 6 đề tài thuộc lĩnh vực nghiên cứu y sinh và khoa học sức khỏe, nghiên cứu công nghệ thông tin, nghiên cứu robot thông minh đã xuất sắc giành các giải nhất, nhì, ba và tư. Trong đó, giải nhất thuộc về đề tài nghiên cứu chế tạo nano silica chứa tâm màu FITC và nano lõi silica bọc vàng định hướng định vị và tiêu diệt tế bào ung thư của nhóm học sinh Đặng Vũ Bảo 12A9 Trung học Phổ thông Bảo Lộc và Nguyễn Hà Phương Thảo, lớp 12 sinh Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc. Ngoài giải nhất, Trường Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc nhận thêm 3 giải nhì, 3 và 4, các lĩnh vực hệ thống nhúng, nghiên cứu công nghệ thông tin, khoa học sức khỏe. Trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc cũng nhận thêm một giải 3 với đề tài thiết bị hỗ trợ người khiếm thính, khiếm thanh. Như vậy, tại kỳ thi này, thành phố Bảo Lộc có 6 trên 8 đề tài dự thi khoa học kỹ thuật, bậc Trung học Phổ thông đạt giải cao, bao gồm Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc 4 trên 5 đề tài đạt giải, Trung học Phổ thông Bảo Lộc 2 trên 3 đề tài dự thi đạt giải cao. Đặc biệt hơn, đề tài nghiên cứu y sinh của nhóm thí sinh Đặng Vũ Bảo lớp 12A9, trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc và Nguyễn Hà Phương Thảo lớp 12 sinh Trung học Phổ thông chuyên Bảo Lộc được Bộ Giáo dục Đào tạo chọn cử tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ trong tháng 5 sắp tới. Nhờ chuẩn bị tốt mọi điều kiện về kinh phí và nhân sự cho nhiệm kỳ mới, đến cuối tháng 3 năm 2018, 11 hộ nông dân phường trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Khác với đại hội trước, đại hội lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý xây dựng báo cáo phương hướng của hội nông dân cấp xã phường, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, chủ yếu tập trung công tác chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, xây dựng các hợp tác xã, các mô hình như trồng rau, chăn nuôi thương phẩm sản xuất theo quy trình công nghệ cao, chú trọng khâu chế biến bảo quản nông sản sau thu hoạch và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi,
đồng thời duy trì và phát triển nghề chăn nuôi bò sữa để tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội. Ngoài ra, đại hội còn tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng hội và tiếp tục thực hiện tốt phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đẩy mạnh công tác hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên, hỗ trợ mua phân bón trả chậm để hội viên tích cực phát triển sản xuất, ổn định đời sống. 11 hộ nông dân các xã phường của thành phố Bảo Lộc cũng đã tín nhiệm bầu ra ban chấp hành hội nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Trong 4 ngày, từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 3 năm 2018, Thành đoàn Bảo Lộc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố tổ chức giải bóng đá mini thanh niên thành phố Bảo Lộc năm 2018. Tham dự giải có 19 đội bóng với thành phần là đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn khối thanh niên công nhân, lực lượng vũ trang, khối doanh nghiệp và khối xã phường trực thuộc Thành đoàn thành phố Bảo Lộc. Theo điều lệ, giải thi đấu môn bóng đá mini 7 người, các đội chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 8 đội bóng xuất sắc nhất vào vòng trong. Đây là hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Bảo Lộc, hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra xuyên suốt trong tháng thanh niên. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên là cán bộ, công chức, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Bảo Lộc giao lưu, tạo không khí vui tươi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe để học tập công tác tốt. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, với 28 trận đấu diễn ra, 129 bàn thắng được ghi. Giải đã kết thúc với kết quả như sau: giải 3 đồng hạng, phường 1 và công ty Thuận Dung. Giải nhì Liên Quân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, chi nhánh ngân hàng Aribank. Giải nhất xã Lộc Nga. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và đội bóng thi đấu tích cực nhất. Xã Lộc Nga và phường 1, phường 2 vừa tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Đại hội Thể dục Thể thao năm 2018, xã Lộc Nga tổ chức thi đấu ở 5 môn, chủ yếu là các môn thể thao truyền thống dân tộc và được nhân dân yêu thích, phù hợp với điều kiện của địa phương như bóng đá, chạy việt giã, kéo co nam nữ, cờ tướng và môn thi nhảy ba bố. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao lần này, xã Lộc Nga sẽ chọn lựa các vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Bảo Lộc trong thời gian tới. Đại hội Thể dục Thể thao là một hoạt động văn hóa, thể thao có ý nghĩa quan trọng nhằm biểu dương sức mạnh, tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, qua đó quyết tâm rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại và toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đại hội Thể dục Thể thao phường 2 đã thu hút sự tham gia của gần 500 vận động viên đến từ 22 tổ dân phố và 3 trường học. Trung học cơ sở Quang Trung, Trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc, Trung học phổ thông Nguyễn Du ở các bộ môn bóng đá mini nam, chuyền banh, kéo co và chạy Olympic. Các vận động viên đã tham gia với một tinh thần đầy hào hứng và quyết tâm, mang đến cho người xem những màn thi đấu ấn tượng và đẹp mắt. Đây là một trong những hoạt động thường niên của phường nhằm xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn, giữ gìn và phát huy các môn thể thao truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải nhất ở môn thi đá bóng cho tổ 7, giải nhì tổ 14, giải 3 tổ 3 và tổ 16-17 kết hợp. Ở bộ môn kéo co, giải nhất thuộc về tổ 20, giải nhì tổ 3, hai giải 3, tổ 10 và tổ 8. Bộ môn chuyền banh, giải nhất thuộc về tổ 14, giải nhì tổ 11, giải 3 đồng hạng tổ 18 và 19. Riêng bộ môn chạy Olympic không có giải. Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao phường 1 có trên 200 vận động viên không chuyên từ 16 tuổi trở lên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Các vận động viên tham gia thi đấu 5 nội dung gồm cầu lông, chạy việt giã, kéo co, cờ tướng và nhảy ba bố. Riêng nội dung chạy việt giã phường 1 kết hợp với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân có sự tham gia chạy hưởng ứng của lãnh đạo thành phố, các phòng ban chuyên môn và các chiến sĩ ban chỉ huy quân sự thành phố. Đại hội Thể dục Thể thao phường 1 thực sự đã trở thành một ngày hội toàn dân thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia thi đấu cổ vũ. Qua đại hội nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân trên địa bàn.
đồng thời tuyển chọn vận động viên vào các đội thể thao của phường tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố được tổ chức vào tháng 5 năm 2018 sắp tới. Nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn cơ sở công ty Thủy điện Đồng Nai tổ chức giao lưu thể thao với hai nội dung thi đấu gồm bóng chuyền và cầu lông. Ngoài các vận động viên là đoàn viên thanh niên trong đơn vị, Đoàn cơ sở công ty còn mời thêm đoàn viên các chi đoàn, đài truyền thanh truyền hình, Bệnh viện 25 Đồng và chi nhánh Việt Tinh Banh Bảo Lộc cùng tham gia giao lưu, đã tạo được không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên. Đây là hoạt động văn hóa thể dục thể thao được Đoàn cơ sở công ty Thủy điện Đồng Nai thường xuyên tổ chức vào các dịp lễ, các sự kiện quan trọng trong năm. Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào luyện tập thể dục thể thao trong công ty, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong từng năm của đơn vị. Sáng ngày 25 tháng 3, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Bảo Lộc phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Bác sĩ Nhân ái, Khoa mắt kỹ thuật cao, Bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình khám tầm soát cho bệnh nhân nghèo và người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa 2, Lâm Đồng. Tại chương trình, Đoàn Bác sĩ Nhân ái Khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khám sàng lọc cho khoảng 800 ca bị các chứng bệnh về mắt, suy giảm thị lực. Các trường hợp đủ điều kiện sau khi khám sàng lọc được đội ngũ bác sĩ tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng. Bên cạnh được miễn phí 100% chi phí phẫu thuật, các bệnh nhân phẫu thuật còn được hỗ trợ thuốc điều trị, tặng kính bảo vệ mắt, cũng như được bố trí nơi nghỉ chờ tái khám, thay băng trước khi trở về nhà. Đây là chương trình từ thiện đem ánh sáng đến cho bệnh nhân nghèo và người cao tuổi bị đục thủy tinh thể, giúp bệnh nhân nghèo, người cao tuổi bị các chứng bệnh về mắt tìm lại ánh sáng và tiết kiệm chi phí điều trị. Công an thành phố Bảo Lộc vừa phối hợp với Ủy ban dân phường Lộc Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường tại tổ dân phố 9. Mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường được thành lập tại tổ dân phố 9 với hơn 100 thành viên tham gia, chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Các thành viên trong tổ có trách nhiệm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, nhanh chóng phát hiện tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Thời gian qua, tại tổ dân phố 9 nói riêng và phường Lộc Sơn nói chung, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã luôn được chính quyền và nhân dân thực hiện có hiệu quả, từng bước đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, để bà con nhân dân an tâm phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Khi ra mắt mô hình đại diện tổ dân phố và bà con mong muốn thời gian tới, lực lượng công an, các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân có sự phối hợp chặt chẽ để mô hình hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ tự quản và quần chúng nhân dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự cho người dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của phường. Công an thành phố Bảo Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Sĩ Hiền, 56 tuổi, trú tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Sau nhiều ngày theo dõi, lúc 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2018, tại đường Trần Phú thuộc địa bàn phường Lộc Tiến, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt quả tang Hiền đang tàn trữ 4 gói ma túy đá. Khám xét nơi ở của Hiền, lực lượng công an đã thu thêm 29 gói ma túy đá và heroin cùng 175 triệu đồng. Qua điều tra, đối tượng Hiền khai nhận số ma túy trên mua của một người ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 5 triệu đồng để sử dụng và chia nhỏ bán cho các con nghiện khác để kiếm lời. Ngoài ra, Hiền còn khai do buồn chán việc hai đứa con hư hỏng phải đi tù nên cách đây 3 tháng Hiền bị bạn bè rủ rê rồi dính vào ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục điều tra để mở rộng vụ án. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình ươm tơ, bên cạnh thu sợi tơ thành phẩm, các cơ sở ươm còn một nguồn khác là nhộng tầm. Nếu như trước đây, nhộng tầm chủ yếu được dùng làm thực phẩm hoặc các chế phẩm, thì nay, nhờ ứng dụng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhộng tầm đã mang một sứ mệnh mới, trở thành giá thể nuôi cấy loại dược liệu quý, đồng trùng hạ thảo.
đến xưởng sản xuất đông trùng hạ thảo của chị Nguyễn Thị Hồng Điệp, công ty đông trùng hạ thảo Đăng Ngọc tại đường Lê Đại Hành, phường Lộc Phát. Tận mắt tham quan quy trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo từ nhộng tầm, mới thấy hết sự kỳ diệu từ quá trình chuyển hóa của nhộng tầm thành nấm dược liệu. Sau các công đoạn đầu tiên như chọn nhộng tầm nguyên liệu, hấp khử trùng, phôi nấm sẽ được cấy vào cơ thể nhộng tầm và phát triển dần trong đó. Đến một thời điểm nhất định, nấm phát triển và giết chết ký chủ để hình thành cây, hút dưỡng chất từ cơ thể nhộng tầm và phát triển. Nhờ có sự đấu tranh sinh tồn giữa cả hai loài đã dần hình thành các dưỡng chất rất tốt cho cơ thể con người. Hiện nay thì trên thế giới người ta phát hiện trên 680 loài đông trùng hạ thảo. Nhưng mà chỉ có hai loài cái dược chất cordycepin và adenosine là hai cái dược chất quý nhất trong đông trùng hạ thảo á. Thì chỉ có hai loài là có nhiều dược chất nhất. Đó là một cái chủng cordyceps sinensis và chủng militaris. Nhưng mà cái chủng sinensis thì hiện nay là các công ty chưa nuôi trồng thành công. Hiện tại thì cái chủng giống đông trùng hạ thảo mà nuôi trồng thành công á, là chủng giống militaris. Thì đặc điểm của nó giống như trong cái lọ này. Militaris thì hiện nay là người ta sẽ nuôi cấy trên hai giá thể, là trên giá thể gạo lứt và trên giá thể nhộng tầm. Thì ở doanh nghiệp của mình thì thực hiện chỉ có trên giá thể nhộng tầm thôi. Đây là nuôi trồng mà mô phỏng gần giống tự nhiên nhất. Với cái nuôi cấy trên giá thể nhộng tầm thì thu được cái dược chất nó cao hơn trên giá thể gạo lứt. Chính vì vậy cho nên là ở doanh nghiệp mình là chọn cái giá thể này để thực hiện. Và đây cũng chính là một cái thuận lợi của doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc là một cái vùng mà cái nguồn nguyên liệu nhộng tầm sẵn có. Và công ty tuyển liệu rất kỹ cái nguồn nguyên liệu đầu vào này. Đông trùng hạ thảo từ lâu đã được biết đến như một loại dược liệu quý. Ứng dụng trong y khoa với công dụng giúp hỗ trợ chữa trị rất nhiều loại bệnh và bồi bổ sức khỏe. Nhưng loài đông trùng hạ thảo tự nhiên phát triển trên sâu non hay nhộng của côn trùng ở những vùng núi cao như Tây Tạng, dãy Himalaya của Trung Quốc thì cực kỳ quý hiếm và giá thành cũng rất đắt. Chính bởi vậy, việc nghiên cứu sản xuất đông trùng hạ thảo từ giá thể nhộng tầm đã mở ra cơ hội gia tăng nguồn dược liệu quý, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe. Công nghệ sản xuất khép kín đạt quy chuẩn cũng tạo ra loại đông trùng hạ thảo có chất lượng tốt nhất, gần với tự nhiên nhất, nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều lần so với hàng nhập từ Trung Quốc. Giúp đông đảo người tiêu dùng tiếp cận được với loại dược liệu quý, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng trong việc chữa bệnh và bồi bổ sức khỏe. Đây là lần đầu tiên tôi được sử dụng cái, được biết tới cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ở địa phương. Thì tôi cảm nhận là đây là một loại thực phẩm chức năng rất là tốt, chưa có điều kiện để sử dụng nhiều. Nhưng mà qua đây thì được uống nè, được thấy nè, tham quan cái quy trình sản xuất á, rất là khoa học, vệ sinh. Cái khâu vô trùng á, khi mà bước vào khu vực sản xuất của họ thì họ áp dụng rất là triệt để. Là ngành nông nghiệp sinh học chất lượng cao đặc thù, việc sản xuất đông trùng hạ thảo phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, cấy phôi đến nuôi trồng chăm sóc. Những con nhộng tầm được tuyển lựa sạch, hấp chín, cấy giống trong phòng thí nghiệm, được tiếp tục theo dõi, chăm sóc trong phòng tối với nhiệt độ, độ ẩm thích hợp để bào tử nấm phát triển trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Cuối cùng là lựa chọn những lò phôi phát triển tốt, cho ra phòng sáng, với thời gian chiếu sáng, nhiệt độ, độ ẩm thích hợp, để nấm Cordyceps militaris chủng nấm sinh trưởng tốt nhất. Trong khoảng 60 ngày, đông trùng hạ thảo, chủng nấm Cordyceps militaris được thu hoạch, áp dụng công nghệ sấy tan hoa để giữ được hương vị tự nhiên, giữ được nguyên màu vàng cam đặc trưng và đặc biệt là giữ được tối đa lượng dược chất trong nấm. Hiện nay thì công ty chúng tôi đang triển khai đó là cung cấp phôi giống đến các cơ sở và công ty sẽ chuyển giao kỹ thuật để các cơ sở có thể nuôi trồng
và công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ phần kỹ thuật. Mong muốn của chúng tôi đó là sẽ xây dựng những cái tiêu chuẩn HACCP, ISO để đưa sản phẩm này xuất khẩu. Khi mà thực hiện được cái vấn đề đó thì chúng tôi sẽ liên kết với các cơ sở để thu mua. Nghề nuôi trồng sản xuất đông trùng hạ thảo từ nhộng tầm hiện đang được đánh giá rất có tiềm năng, không chỉ mở ra cơ hội về nguồn dược liệu quý, mà đối với Bảo Lộc, thủ phủ dâu tầm tơ, cũng sẽ là tín hiệu vui khi sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu từ nghề trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ, dệt lụa. Bài viết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Bảo Lộc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng thành phố Bảo Lộc 28 tháng 3 năm 1975, 28 tháng 3 năm 2018. Ủy ban dân thành phố Bảo Lộc tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ vào lúc 7 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2018. Đề nghị quý đại biểu tập trung tại sân Ủy ban dân thành phố trước 7 giờ để xuất phát.